Đây là sản phẩm cuối cùng của chúng tôi. Giờ sẽ bỏ vô tủ lạnh nha. Để nấu được một cái này là cả một quá trình nha. Từ lúc lựa chọn bắp nè, đến khi lột bắp, rồi sau đó bỏ vô xay, rồi phải đem nấu lên thì mới được một chai như thế này. Được cái mới gì đâu. Chai đi là 350 hả thị? Nửa lít luôn hả? Nửa lít một chai. Đây bỏ với ngăn mát đúng không? Ngăn đế hả? Bỏ đế cho lạnh rồi xong rồi ăn mát hả? Bạn ăn bé cho nó đông rồi đem xuống hả hay sao? Đây là homemade nha, nên không có nhãn hiệu gì hết. Chủ yếu bán ở quán, rồi người quen ở xung quanh không ạ. Homemade. Sữa bắp. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 chai rồi. Được 20 chai không? Thì thành phần chủ yếu của chai này chủ yếu là bắp nấu lên với lại đường và thêm một ít sữa béo. Bảo quản trong vòng 5 ngày. Nhớ bỏ ở ngăn mát nha. Sau khi bị đứt hàng. Đứt hàng 1 năm trời, 2 năm trời chứ. Cuối cùng quyết định làm lại. Được 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 chai rồi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chai rồi. 4, 15, 16. Chắc được... Sao này không bỏ trên bàn? Thơm quá không? Không chất bảo quản, không chất tạo mùi, không chất tạo màu. Có chất tạo mùi là lá dứa. Lá dứa hả? Có mùi vị thơm của bắp và mùi thơm của lá dứa. Trời, chắc trong đường phèn này bỏ vô nấu. Lấy đeo hả? Dưới đây. Cũng được nhiều chứ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Chắc được 20 chai à. Một mẹ nấu được 20 chai. Son nhỏ xíu à. Nấu nửa son á hả? Rồi bỏ lên ngăn đông. Cái này ớn nhất là công đoạn xay. Xay rồi xong cắt. Bỏ vô máy xay. Rồi vắt ra. Nó khổ chứ còn. Rồi chắc luôn. Được 3 chai nữa hả? Nếu mà trong vòng 3 ngày mà hết thì chúng tôi tiếp tục nấu là tăng cái lượng lên gấp đôi để phục vụ cho nhu cầu thị trường Tết. Rồi. Rồi ai ở huyện Vạn Ninh thì chúng tôi xin thông báo là chúng tôi đã mở lại sữa bắp nha tại Bún Bò Tú Lo. Không được chai không? Rồi, chị điểm tổng cộng bao nhiêu chai? 22 chai hả? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 chai. Trời ơi, nấu từ sáng tới tối có 22 chai sữa bắp. Rồi bây giờ bả vô ngăn đông, sau khi mà nó gần đông thì bả xuống ngăn mát để bảo quản.
giờ bỏ vô tủ lạnh.